Rồi đây mình đó thì có chuyện cầm điện thoại nói vô con ơi, đụng ta đụng tay mình cái là nguy hiểm mình rồi. Ở đây nói vô cầm điện thoại đừng có quay ngoài. Tới cái điện Bình Long. Rồi cúng quý vị ơi, cúng rồi đi ra đặng cho người khác vô nữa. Đúng đây, đúng đây. Không đi, đúng rồi. Đầu mình ăn cơm đi. Tôi giảm được. Chắc ăn luôn. Ta vô đi mình hết ra. Tiền sao?
nó là vàng mà chữ rồng là rồng, tức là điện này là rồng vàng là của vua nha quý vị. Thì thôi bây giờ bà con mình ở phía sau đó mình tiến rồi, ra đi ra đi để mình hướng về chánh điện, mình cũng thống nhất tập thể luôn bà con mình ở phía sau tranh thủ tới và để cầu nguyện đứng ở đây đi. Chứ mình ra ngoài thì không có mà đầy đủ cái chỗ bà con mình đứng, do đó mình xuống tập thể xong rồi mình đi giếng sau nha. Rồi bây giờ nhận thấy thì bà con chúng ta cũng hướng về phía trước chánh điện, quý vị mình dồn xuống đây, dồn xuống và chứ đứng xuống trên đó, và cái ở ngoài sau người ta không biết đứng trên nữa, ở đây nó là còn trống nè. Thì thôi bây giờ mời quý vị cũng hướng về phía trước, chú Bảy hướng dẫn cho bà con cũng như cũng cho có cái thống nhất cái tinh thần đoàn kết, và mời chú. Bà đồng mê vũ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi cũng mời ra đất nhà quy định là buổi hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm nhà, cũng là đầu năm nay chúng ta cũng đến tham quan nhà cũng chỉ có để năm làm trước là thứ này có đây rồi. Mua Phật dung nhá. Quá rồi. Quá rồi. Dạ đây. Mình đông lắm. Cầm. Rồi bây giờ chưa hết dây nữa. Đây là Đại Quỳnh Long. Cho đồng nào mà đây để mình lông quay chút đi. Đó là cái đông đó ăn đi. Có bánh mì ở đâu vậy hả? Thôi ta đưa bánh mì vô vậy. Bánh mì hả? Đặng đặng à. Chứ rẻ mua. Rẻ mua chút ăn đi. Không, tòa chuyện đâu. Qua đặng nó cũng này nè. Đây Điện Quỳnh Long nha mọi người. Điện Quỳnh Long. Rồi, đây là đại điện Quỳnh Long. Phủ quyền, đây là cái bàn phủ quyền. Phủ quyền. Giang hồ, giang hồ ở cầu muối phải không? Giang hồ ở cầu muối. Đây là cái đổ điện Quỳnh Long, đây là cái miễu của bà nè. Phật của thầy được thức tỉnh phụ nữ tín đồ ở Bạc Liêu. Trước khi đệ phú phụng âm cho mời cô bác cho chào pháo tay quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cả quy y dưỡng Phật. Mong nhờ đúc huệ tôi chớ hiểu biết việc chớ đâm tay một phút tổn thương. Đồng đạo nói giảng tại Điện Quỳnh Long. Rồi theo thầy tư Phật cả thầy như vậy đem hội lòng qua tiên Phật đáo ba
nhờ lọc con bà thật diệt quỷ ma. Nếu phải đi mang hồi tục tục lý linh hồn diệt tấm chúng tê lòng thầy chua lúc thầy đau nghe được lời khuyên tỉnh giới nào kiếm thể dứt xong rồi quá máu lo gì nếu bắt chặt chê vào cuộc chẳng ôi quá khổ trường đó đen là chỗ nhung nhờ biết bao nhiêu đó phải mơ nhờ sự nghiệp hết gia đình tan nát trong tức ngộ lên đường dài khó con không xa trường đâu phải giống như chắc nếu lỡ tơ mua bảo bán tặng thăng chí gặp lỡ lặng căng chẳng nhớ chi cho bằng quy y thì khá hành đi là vi giữ lòng thanh tịnh từ bi đời nam mô a di đà. Cảm ơn đệ nhiều ha, cảm ơn những dạng pháo tay của quý vị rất nhiều. Ở dưới ra mình lên hết chưa? À, có thắp nhang không? Không. Quay đúng thắp nhang nè, quanh hương đang đàn. Thắp ba nén hương đại diện. Rồi. Có một quẹt này không? Đè không quẹt mới quên đè nè. Rồi đi tới đây cùng cúng, để đi tới đây cùng cúng.